Hello mọi người, xin chào. Tôi mới tăng ca nha. Tại đây họ mình làm mấy job giờ? Nay tao làm ca ba luôn. Tháng này cho tao cũng được 8,5 triệu á. Tăng ca. Tôi thì họ mới làm hư cái bánh ranh. Chắc là hở tháng này còn có 5 triệu quá gì đó em. Thôi kệ đi. Lo nói chuyện đó. Đang truyền qua cái nói chuyện đó, nó chợt bánh răng. Hơi bánh răng. Ê, anh Hùng đứng máy ok ha. Anh Hùng đứng máy á. Ủa? Sao? Mà nói làm cái gì vậy? Ý là anh ok, là anh nãy. Là anh cũng có đá lông nha mày luôn hả? Ừ. Dĩ yên. Có đá mày không? Có đá tao. Có vậy biết rồi. Anh Hùng chán, anh Hùng ghê. Chán quá. Còn Sơn sao? Sơn thôi, Sơn không ok. Sao giờ? Anh bị hôi nách. Đúng hôi nách luôn á. Hôi nách mà hay gì, mình đang làm ở dưới vậy. Ờ, đang mai mà cứ cố gắng lên nha em, cố gắng lên nha. Hôi nách quá. Mà cũng khoái sắp dám hai mình. Chào anh Sơn. Đi chơi. Dạ. Dạ, còn hôi nách không? Ok. Ôi ôi, hơi lỏng người Campuchia đó. Không hiểu tiếng mình hả? Nó là chết rồi. Ngon quá. Ngon quá luôn. Cực khổ quá. Đây là mình cắp muỗng đem về được không? Ủa, có muỗng hả? Đây, cái muỗng sao cứng ngắt vậy trời? Đây, cái muỗng cứng ngắt vậy? Lạnh tanh vậy? Chắc quá mày ơi. Ngon quá. Ngon quá. Đáng lý ra là tao cũng bỏ không làm đây nữa chứ. Không đi làm tại đâu? Tại vì biết sao không? Gì? Làm mà chỗ này ít tiền nhưng mà được cái cho ăn ngon. Cho nên mà trụ lại thôi. Còn mấy chỗ kia nhiều người kia lương á, trồi sụt mệt lắm mày ơi. Cái này là đồ ăn nó ngon nè, nó cố định. Nghĩ không? Hay để mình nghĩ không? Mày nghĩ thì tao nghĩ luôn. Qua tiền nó sao làm? Được. Mình tuổi nhiêu rồi, bây giờ về luyện người tay chân trai cái ấy gì massage rồi ai mình chịu được. Vui vẻ thôi hả? Được. Nói là vui vẻ đó. Vui vẻ. Mà làm nó vui không? Vui, nó vui lắm. Tao không biết nữa, tao thấy mấy chị làm mấy chị vui. Cái này còn bảnh làm không? Mình làm đầu tóc mặt tối mấy chị đi hả, sáng rảnh rang. Làm là 9 giờ tối mới làm. Vậy hả? 9 giờ tối làm. Làm nhau giới thiệu cho. Giới thiệu ơi, giới thiệu thử anh. Qua anh làm bệnh đó. Biết qua nhà nhậu à. Bữa gặp lại nó cười điên. Trời ơi. Ủa nó đen, ê nó ốm nha. Ốm hả? Ê. Làm cái nó hả? Phải là cái hả? Phải bề ngoài tốt lắm nha. Đúng rồi. Không. Nên là nó sắm sửa bề ngoài đó. Không, này mình làm ở khu bình dân thôi. Ê được á. Ôi ôi. Vô kính chuyện ha, là tao nghĩ. Tao nghĩ chung. Nhưng mà mình phải học chứ. Mình lén lén mình đi học massage chứ. Ok, massage ha. Ừ, mới vô rồi mấy chị mới bo cho mình chứ. Thấy không? Tức là nhờ nhiều việc nó nhàn lắm, chứ không có cần mà cực gì đâu. Vậy hả? Tôi nghe nói là đi karaoke cũng ok. Vậy hả? Đúng rồi. Là khách vô là mình bấm bài cho anh ta. À, bấm bài. Rồi mình mang đi mang trái cây vô thôi đúng không? Đúng rồi. Mình mang trái cây vô thôi. Đơn giản nhẹ nhàng, ở đây cực quá. Ở đây cực mà còn bị hả ịnh dai, ịnh khổ. Mà nhiều khi hôi nách, anh Sơn nách, đâu có dám nói gì tới ảnh đâu. Đi làm ở đâu, ok, hay làm bên mấy ra. Thì là chỗ nào ổn định kinh tế, tao làm hết á. Rồi. Mày sao? Mà chỗ nào vui hay sao? Tôi rất thích karaoke hơn. Mình thích karaoke hả? Tại mình hát đúng không? Cái gì mà hát ké đúng hát không? Cầm micro rồi đó, hết thả gì hết. Tốt á. Rồi giờ Tết mày về quê không? Tết á? Về chứ. Mày, mày về không? Không, tao không quê về mà. Không chưa quê về hả? Từ lúc mà tao heo trai rồi. Đuổi luôn rồi. Theo chi khổ vậy trời. Thì đó. Mà giờ nó cũng bỏ mày đó. Là phải giữ bí mật nha. Sao vậy? Thì tao đang cho nên nó nhiều khi hả? Tao biết tao không cho. Tao đâu dám nói đâu. Quảng giáo á. Không phải. Quảng giáo. Quả
quản trại cái gì? Quản đốc. Quản đốc má ơi. Quản giáo, bây giờ giáo trại, quản giáo con điên này. Quản giáo. Lâu lâu đi ngang qua cái liếc cái bụng của mày. Tao hả, tiệc á, tao nhiều khi hả tới một cái hả tao anh uống vậy đó. Con đạp hình hình nó bình tĩnh con, bình tĩnh con, bình tĩnh con. Ơi, mà bà quản giáo thấm hả bác gì đâu mà bác. Bác dữ vậy. Bà ăn chặn mình đó nhớ không? Bà tới kìa. Bà quản giáo. Trời ơi. Cái bà quản giáo đó. Năm vừa rồi cái bà ăn dữ lắm á. Trời ơi, bà ăn gì? Cái ly lụ thôi, bà không ăn nửa ly rồi. Gì bà không ăn? Trời ơi. Tiền của mình là đi ăn lễ Tết đó, bà chặn hết mà. Trời ơi. Sao mà ăn được của bà? Khổ lắm. Ê, mốt đặt con tên gì mày? Tên Thắm. Được không? Thắm ăn cơm. Mày chết mày nha bắp. Đúng không? Thắm hả? Thắm đúng không? Thắm ơi, Thắm ơi. Thường ngày á, lúc trước mày thấy à? Dạ, chào cái gì quản đốc. Chào quản đốc Thắm mà. À, còn bây giờ sau này 10 năm nữa đi. Ê, Thắm hiểu coi. Ghê hơn không? Ghê quá trời. Ghê quá. Mà lót hồi đâu? Thằng anh nào em? Thằng Phú mới vô á. Trai mới của bà quản đốc. Cặp bà đúng không? Nó vô dụng mày ơi. Nó cầm cái lo mà nó nói hoài không? Mà nó ham lắm. Ham mỗi lần mà mình văn nghệ đó, văn nghệ luôn lên. Đòi lên. Mà diễn vô dùng. Hát mà chơi ngang xè luôn. Lên bị rung mà phải lên. Đang ăn cái này tiểu bẩm rồi này đã đám giận cơm luôn. Mày thấy chưa? Khổ lắm đó. Trời ơi, dạ. Nuốt lẹ lên. Dạ. Vô ca tới nơi rồi. Dạ. Thôi bye bye, nơi đi vô nha. Rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.